Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình lên hai quay hai cái miệng cào đó, mới làm xong giấc chiều này luôn nha. Đó, rồi chuẩn bị mình vô bao đặng mình giao cho ông anh á, ở dưới Cà Mau các bạn. Miệng này là 6 mét rưỡi đó, máy ảnh cũng hơi nhỏ đó, hình như anh sợ nặng chạy á. Đây mình mới vừa làm xong luôn á đó. Chiều này mới rồi các bạn đó. Lưới là lỗ là dày nha, lưới lỗ 6 ly mấy thôi, 6 ly 8 các bạn đó. Miệng 6 mét rưỡi thì cái thường là miệng dài với miệng bự là cái đục với cái đầu vé thì nó cũng tương đương với nhau thôi, nhưng mà nó cục lại cục cái đầu vé nó một chút á, cục đầu vé đó khoảng một chút thôi đó. Đây là cái tùng ở đằng sau nè, ngay chỗ cái đầu vé nè đó. Lưới là chạy lại nó nhiều quá bạn, chạy nó thông quá. Rồi bây giờ mình lại cho cái đục mình bây giờ các bạn xem nè. Đó, quan trọng là khúc này nè, chỗ này mình làm rất là bự luôn cho mấy anh em cá xuống nó không có bị dội á, chỗ này á đó. Đuôi nè cũng vẫn như thường lệ á, hai lớp trong còn một lớp áo xanh ở ngoài để bảo vệ á đó. Đây hai lớp các bạn, đây hai lớp lưới lỗ dày á cho mấy anh em bắt cá nhỏ chạy nó không có đóng cá, ít đóng cá các bạn. Lưới thì nó cũng phải đóng thôi, nhưng mà nó đóng ít đóng nhiều thôi. Rồi chuẩn bị là sáng á, sáng á, mình giao mình gửi cho ảnh nè. Đây miệng nha, mình đang miệng nó hai miệng đó, cặp 6 mét rưỡi ủi rộng. Ở cào mình làm thì nhẹ chạy á đó, cào mình làm thì nhẹ chạy thông, ít đóng cá rồi kia ngay chỗ mà cái góc hông á, chỗ cái đầu vé các bạn, ít cái đóng cá ha. Ở miệng này hơi ngắn á, 6 mét 5 đó. Cái này thì cái đuôi này về mấy anh em lấy dây luồn với lấy hột quẹt á, hơi mấy cái này cái cho nó đừng có bung ra, rảnh thì mấy anh em chầu luôn đó. Không có mấy anh em buộc đục bị ruột á thì cái gì thì nay mai mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em cách mà mới buộc đục á, không có bị ruột ha, cho mấy anh em mới mới biết buộc á, mình buộc cách này là nó không có bị chạy á. Rồi vậy là xong một cặp á, chuẩn bị là sáng mai là mình giao đó. Đừng chỉ nước nước rất là dày các bạn, cái này thì một tắc lưới xanh nó chịu cái đường lưới trắng này nè. Dây xương thì mình làm đầy đủ hết, ăn cào á chạy á nó chịu lại tiếp, trong cái dây xương này thì nó dở lắm. Ở trước thì 6 tắt, ở sau đầu vé sau thì 1,3 đó. Chuẩn bị mình xếp vô bao á, đây miệng nữa đây. Lưới rất là dày các bạn đó, lưới này thì mấy anh em chạy thì khỏi lo rồi, cước rất là tốt luôn đó, cầm rất là nhìn vô là biết là cước là cầm là rất là chắc các bạn. Đây là mấy cái đường chỉ nè, mấy cái đường chỉ mình nứt đi đó, rất là chắc ha, mấy anh em chạy mấy anh em khỏi lo đâu.
Đó, chuẩn bị mình lấy cái bao này, chuẩn bị dồn vô bao quá, sáng mai gửi xuống cho ảnh. Thì rồi bây giờ mình sẽ chỉ mấy anh em cách buộc đục luôn. Mấy anh em nào biết rồi thì thôi á. Còn mà mấy anh em nào chưa biết thì xem mình buộc đục á, cho mấy anh em mới vô nghề á, buộc khỏi sợ bị ruột á. Buộc mình cũng buộc cách này là đó, rất là an tâm á, khỏi sợ bị ruột á. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cho mấy anh em với các bạn đồ xem á. Lặn vô cái này, như cái đường này đó mình bỏ như đây đó. Đó, buộc vậy ha, buộc diện cái nha các bạn. Đó, rồi bắt đầu mới lấy cái đây một cái đầu cục với cái đầu dài á. Đây cái đầu này là đầu cục, còn cái đầu con dây dưới này là dây dài. Đó, giờ mình lấy con dây dài á, mình lòn. Xả cho bên này nó dài một tí á. Đó, mấy anh em dầm á. Tiên mình lựa cái lằn cái này nè, một cách một lỗ á thì mình bỏ hai lỗ đó, cách lỗ bỏ hai lỗ vậy nè. Đó, bây giờ mình sẽ luồn nha, bỏ hai lỗ một lỗ vậy đó. Cái này mình cũng làm thí dụ cho mấy anh em xem thôi, về mấy anh em luồn lại cho nó đều quá rồi khỏi sợ bị dụt á. Cũng có mấy anh em thấy chạy cào thì chạy cũng hơi lâu lên cái đó, mà dụt cái thì thôi cứ như là cào đó là xong luôn rồi, cào đó coi như là lỗ dầu luôn. Mình đặt máy mình quay, không biết anh em thấy rõ không ha, chỉ mấy anh em cách buộc đục luôn. Đó, mấy anh em luồn nha, xây lại đặt ra cho thấy cho nó rõ. Thì mình chỉnh máy cho lên chút. Đó, đó, rồi bây giờ mình luồn vô xong rồi ha. Trời hay tối các bạn xem nên thông cảm á. Đây, mình buộc cho mình luồn gì xong rồi ha. Người ta mình mới buộc nè. Đó. Cổng này. Cầm gì? Đó, cái này thì mình hồi nãy mình luồn rồi, nó này nó mau nữa nè. Cũng dây cục á. Mình cầm gì? Bẻ nó về bên tay phải á. Đó, bị cái này hồi nãy mình luồn rồi nè, mình buộc nó cũng mau nữa. Đó, mình rút cái là nó siết lè, bị nãy mình luồn vô cái kia nó sẵn rồi, mình khỏi cần ngoay. Đó. Một quận nha. Hai quận. Đó, cái này mình buộc ba quận là được ha. Đó, ba quận nè. Đó. Cái này dòng này nè, này cục cái đây nè, cái đầu nắm cái cụm cục nãy đó mình rút. Đó, cái này là một mối ha. Đó, cái này là một mối, nếu các bạn muốn rút hai mối á, bên này muốn rút hai mối á, thì đây cái dòng này nãy mình rút nè, thì là vui gần cho các bạn xem là đó, cái dòng này muốn rút thêm một mối nữa cho an toàn á, thường là mình buộc gì là cắt chắc rồi, muốn thêm một mối á thì cái cọng này nè, cọng dài á đưa lên trên này. Đó, cộng dài đưa lên trên này nha, cầm gì nha, rút cái này rồi siết cái nữa. Đó, đó là nó hai mối. Đó là chạy là bao chạy luôn, chạy như chừng nào mà đục mà banh này thôi, chứ không bây giờ mà giục cái mối này nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình mở ra cho các bạn xem ha.
Đây thì nãy mình mở hai mối, đây bây giờ mình rút ra cũng hai mối thôi. Đây giật đây. Đó, một mối. Giật mối này nữa nè. Hai mối, đó, vậy là bắt đầu mình mở ra thôi. Đó, mở ra. Đó, mở ra thì thường thì các bạn mở ra rồi đó thì mình nắm cái miếng này nè. Nắm cái áo ở ngoài nè, các bạn kéo một cái đó, nó bung ra. Đó là mình đậu cá thôi. Tới mà mình buộc lại á. Tới buộc lại thì mình cũng tóm ăn gì thôi. Tóm lại mình cầm cộng cái dây mà luồn hồi nãy đó. Mình luồn sẵn rồi, nó có cỡ rồi, mình rút một cái là nó siết lên nó luôn à. Đó, cái đuôi siết lại các bạn thấy không? Đó, rồi bắt đầu mình buộc lại quần nữa cho mấy anh em xem ha. Đó. Cái này đặt bên góc tay phải nha các bạn. Đó. Đây, cái này đặt góc tay phải rồi đổ này đây. Ngoài. Ba quận á, ba bốn quận gì cũng được. Một. Hai, ba quận đây. Ba, rồi đó. Mình bắt đầu lòn cái gọng này lên đây. Đó, đầu giật nè. Siết lại một mối á. Còn hai mối á là cái gọng dưới này. Gọng dưới này đưa lên trên đây, lấy cái ngón tay cái á chịu cái này nha. Rồi, là bắt đầu mình kéo thôi. Đó, chịu ăn gì ha. Hai mối. Đó, thì là chạy là mấy anh em mới biết buộc đó là buộc kiểu này đi, buộc nó hơi siết vô không à, hai mối nữa vì nó chạy ra thì nó cũng vướng cái áo lưới này lại rồi, nó không có bị tuột ra ngoài đó. Cá nhiều quá thì cái này tuột ra ngoài nó bị sổ đục á. Rồi bây giờ đầu mở ra. Đó, một cái, hai cái, rồi đó, vậy là xong. Đó, vậy là xong ha, cũng đơn giản thôi đó anh em, buộc gì đó an toàn đó. Quan trọng là nhớ là phải lòn vô cái áo này ha. Đó, đó đây mình lòn vô đây cách khoảng hai lỗ thì bỏ một lỗ ha. Đó anh em buộc rất là an toàn luôn đó. Rồi mình sẽ làm thêm một cọng nữa, mình buộc cái đục kia nữa mình gửi cho ảnh luôn, mình cho ảnh hai cọng dây đây luôn nha. Đó, cái đục kia thì mình chưa có buộc, đợi chút xíu nữa rồi mình cắt khúc dây. Dây này dây 6 ly các bạn, buộc dây 6 ly là vừa ha. Bự quá thì nó lỏng, còn nhỏ quá thì nó siết á, mình giật nó dễ đứt. Dây này dây 6 ly ha. Dây thái ha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình tắt máy á, mình xếp cào vô. Chuẩn bị sáng mình gửi cho ảnh á. Rồi clip mình cũng tới đây, xin chào các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay thì quên đăng ký và like, nhấn chuông để nhận thông báo những video mới của mình. Có nhiều bạn hỏi cái này sao mà không đi hả? Trời cái này thì khá là động á, bão nó cũng sắp vô tới rồi. Ra qua bão rồi mấy anh em mới đi được. Đó, anh em là có nhu cầu mà đặt cào ủi rộng á, với cào cánh với dép đồ kia mình có nhận làm cho mấy anh em ở xa luôn á. Đó, cào mình làm thì cũng mấy anh em xem video của mình thì cũng thấy rồi đó, cào mình chạy thì bắt đồ á rất là êm, ít dội cá, ít đóng cá rồi kia nữa. Rồi clip mình tới đây thôi, xin mến chào các bạn nha, hẹn lại bạn clip sau.